Vâng, kính chào quý anh chị. Trước mặt quý anh chị chính là chiếc Mazda 2 phiên bản AT, phiên bản tiêu chuẩn. Hiện tại thì Thaco Auto Bắc Ninh đang ghi nhận chiếc xe này là có cái mức giá bán tốt nhất trong phân khúc sedan cỡ B tại thị trường Việt Nam. Mức giá bán chỉ nhỉnh hơn 400 triệu một chút thôi. Và để đăng ký ra biển tại thị trường Bắc Ninh, cái tổng cái số tiền của chiếc xe này nó chỉ rơi tầm khoảng hơn 450 triệu một chút thôi. Mà với 450 triệu của anh chị sẽ sở hữu được gì? Một chiếc sedan cỡ B được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, hộp số là hộp số tự động 6 cấp, động cơ 1.5. Nghe thì có vẻ là nó sẽ hơi tốn xăng, nhưng thực tế ra cái mức tiêu thụ nhiên liệu ghi nhận nó chỉ rơi tầm khoảng 5 lít đến 5 lít rưỡi trên 100 cây, thậm chí nó còn thấp hơn cả một số sedan cỡ A tại thị trường Việt Nam. Vâng. Về chi tiết của Mazda 2 phiên bản AT thì thực sự thì đây là một chiếc xe gần như là một chiếc xe trần. Cái giá trị cốt lõi của chiếc xe được đẩy lên vô cùng cao. Đó là gì? Động cơ khung gầm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Chất xe vô cùng tốt. Đó, em xin phép đóng cái cánh cửa cho quý anh chị. Cực kỳ chắc chắn. Thậm chí những chiếc như CX5. Một số anh chị lưu ý rằng những chiếc như CX5 mình đóng cửa từ vị trí này, nó còn không thể nào mà cái độ ăn khớp của nó không mượt mà được như Mazda 2 AT đâu ạ. Đây ạ. Cái này thực tế luôn. Đây. Gần như là một chiếc xe trần thôi. Vẫn được trang bị cụm đèn là cụm đèn full LED của anh chị nhá. Nhưng mà đèn chúng ta sẽ phải chỉnh tay, chứ sẽ không có đèn auto đâu ạ. Rồi. Màn hình thì chúng ta cũng sẽ không có. Không có màn hình đồng nghĩa với việc cụm phím điều hướng quen thuộc của Mazda chúng ta cũng sẽ không có. Phanh tay chỉ là được trang bị phanh tay cơ học thôi. Các cụm phím như điều chỉnh nhiệt độ điều hòa này, tốc độ quạt gió, hướng gió thổi, lấy gió trong ngoài đều được trang bị cơ học 100%. Mà đã nói đến cơ học thì cái độ bền thì phải nói là vô đối luôn rồi. Trên vô lăng chúng ta cũng sẽ không có một phím bấm nào cả. Xe trần thôi mà. Ghế thì cũng chỉ được trang bị là ghế nỉ thôi. Dạ. Hàng ghế thứ hai ạ. Cứ bảo là Mazda 2 chật, nhưng với em một con người có cái kích thước nó rơi tầm khoảng gần 1m7 thì đây chính là cái vị trí hàng cái khoảng chân từ em từ đến từ khoảng chân của em từ đầu gối tới hàng ghế trước nó sẽ rơi tầm khoảng 15 phân. Không hề chật đâu ạ. Bệ tì tay này. À, xe không được trang bị bệ tì tay đâu ạ. Em nhầm. Đây là về phần kích thước tổng thể. 460 triệu thì tổng cái mức giá lăn bánh chỉ ngang một chiếc phân khúc hạng A thôi. Cực kỳ giá thì hiện tại đang cực kỳ tốt rồi. Bây giờ một số hãng như là Hyundai i10, chiếc Kia buổi sáng thì cả cái mức đăng ký nó cũng chỉ rơi tầm này thôi. Mà tại sao chúng ta lại phải lựa chọn những chiếc xe cỡ A, kích thước nhỏ hơn, động cơ nhỏ hơn mà lại tốn xăng hơn? Cùng mức tiền đấy chúng ta có thể hoàn toàn lựa chọn chiếc xe này cơ mà. Cốp thì vô cùng rộng, thể tích thì mới hơn 400 lít, để đồ thoải mái luôn ạ. La răng là la răng 15 inch. La răng đúc, thiết kế nhìn nó khỏe hơn. Nó sẽ không điệu như một số những chiếc la răng phanh. Nhiều anh chị thì lại thích la răng phanh, nhưng với cá nhân em thì em lại thích la răng đúc hơn. Nhìn trông cái chất xe nó rất là khỏe. Đó. Về chương trình khuyến mại của Mazda 2 hiện tại ở Mazda Auto Bắc Ninh đang ghi nhận thì chương trình cũng sẽ không được tốt cho lắm. Nó sẽ chỉ bởi vì chiếc dòng xe này cái giá bán hiện tại đang tối ưu cực kỳ tốt cho khách hàng rồi. Thế nên là
Với 400, hơn 450 triệu, thì em gọi là tầm 450 triệu, chúng ta đã sở hữu một chiếc xe nhập Thái số tự động. Thì cái mức giá này thì đã là tốt, cực kỳ tốt rồi, chứ không không phải là tốt vừa nữa. Mà để mà nhiều quý anh chị có nói, em cũng đã có một clip về chiếc xe này, thì nhiều anh chị có phản hồi lại với em rằng là thì chiếc xe này thì chả có gì cả. Vâng, thì quý anh chị cần những cái gì? Màn hình Android, cam 360, những cái liên quan đến cảm biến, cảnh báo, những cái option, thì mình thêm chi phí thôi. Tất cả những cái thứ đó quý anh chị đều có thể giải quyết được bằng tài chính. Đó. Với những cái dòng xe này thì quý anh chị chỉ cần thêm cho em tầm khoảng 20 triệu là quý anh chị đã hoàn toàn biến chiếc xe của chúng ta trở nên thông minh, hiện đại, hỗ trợ người lái vô cùng nhiều. Còn quý anh chị đã, nhiều quý anh chị có phản hồi rằng là bận không đi làm được, thì thật là đơn giản, quý anh chị chỉ cần giao tất cả mọi thứ cho bên em. Bên em sẽ hỗ trợ xử lý cho anh quý anh chị tất cả những thứ đó về thủ tục ngân hàng, trả góp. Thì với chiếc xe này quý anh chị chỉ cần trả trước từ 130 triệu thôi nhé. Chỉ từ 130 triệu thôi là quý anh chị đã có thể nhận xe về rồi. Và cái lãi suất hiện tại đang rất là tốt. Em xin nhấn mạnh là lãi suất hiện tại đang cực kỳ tốt đấy ạ. Đó. Lãi suất hiện tại cực kỳ tốt để tiếp cận một chiếc xe bây giờ. Chưa bao giờ tốt được như bây giờ luôn. Thời điểm cuối năm rồi, hãy lấy cho mình một chiếc xe. Thời tiết thì sắp vào mùa lạnh, có xe đi lại bao giờ nó cũng sẽ thoải mái, an toàn hơn, đúng không ạ? Chỉ có hơn 400 thôi mà. Còn về chương trình ưu đãi về những thứ liên quan cái giá trị gia tăng của xe như là bảo hiểm hay là phụ kiện, thì quý anh chị hãy gọi trực tiếp tới hotline hoặc comment để lại số điện thoại, bộ phận tư vấn sẽ hỗ trợ anh chị ngay lập tức.